Anh Trung chào mọi người nhé. Mình tiếp tục công việc. Cái này 160 mấy, từ cái này 160 mấy thì là lên đây. Chưa đi gì à? Chứ nó phải có hơi nóng nóng tí chứ nhỉ? Đấy, giờ mưa lạnh một tí không? À. Đéo lên nữa nhỉ. Đẹp luôn. Đéo hiểu. Cắt này mình cắt đi có 1-2 phân thì ảnh ở đích. Nó cắt đi đâu, anh lại nối dài ra rồi. Sống như cái cầu. Ừ, anh lại nối, ảnh hưởng gì, cắt đi một. Thế bảo cắt đi 1-2 phân thì ảnh ở đích. Đi cả hướng mạnh. Con này có lạnh nhỉ? Có lạnh. Con này được.
Ơi từ từ. Từ từ. Đừng biết. Cái đầu nghiêng nhỉ. Đầu á. Anh thấy bọn nó làm được không? Mình cứ thử thôi. Cái cái đầu này mình đập bọt, đập nó gọn đi nó hiểu được. Thử xem nào, vừa mới thấy bọn nó đá cứng rồi. Cái mẹ nó cứ khói thế này nha. Buồn quá.
đi lại Minh Châu, chào mọi người nhá, hẹn mọi người trong